Có chiều dài khoảng vài chục km, nhưng thành phố Hồ Chí Minh luôn được xem là một trong những đoạn trọng điểm của ngành đường sắt. Dân cư đông đúc, giao thông phức tạp và thường xuyên quá tải khiến cho việc đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến tàu qua là cả một vấn đề nan giải. Với nam giới, việc đảm bảo và xử lý an toàn tại các điểm gác chắn đường tàu trên địa bàn thành phố đã là điều khó khăn. Tuy nhiên hiện nay, tại một số điểm gác chắn ngang đường tàu này lại là phần việc của đa số là các nữ nhân viên. Phải băng qua những làn xe đông đúc hàng chục lần mỗi ngày như thế này, hay nguy cơ tai nạn từ những người thiếu ý thức, bất chấp vượt qua rào chắn như người đàn ông này chẳng hạn. Bất chấp vượt rào chắn và té ngã ngay trên đường ray trong khi tàu đang tới. Người đàn ông này đã khiến hàng trăm người xung quanh phải thót tim, và chỉ khi có sự hỗ trợ từ hai nữ nhân viên gác chắn thì ông ta mới thoát khỏi tình huống nguy hiểm một cách an toàn. Cũng nhiều lúc cũng là rất là nhiều người để làm cho mình bức xúc. Đây, khi mình chẳng mình đã đóng rồi thì người ta có thể là say rượu, hoặc là những cái gì đó người ta cứ ưa để sống tới, hoặc là người ta hành hung người nhân viên gác chắn. Khó khăn lớn nhất đó là người dân của mình, họ ý thức kém hơn, nhiều khi là mình đã hà rồi mà họ còn hất lên, hoặc là họ cố phi vào cái phần trắng. Đêm hôm xe nó đi nhanh cho nên là nó tông vào phần chắn thì tông vào mình, rồi những người say xỉn rồi còn nghiền ngập tất cả, giống như là cái chắn của chị ở đây. Phụ nữ mà làm những việc này á, nhiều khi có những thành phần mà người ta không tôn trọng pháp luật á, đôi lúc nhiều khi gác chắn chuông báo rồi mà người ta vẫn vượt đèn á, thì đối với chị em phụ nữ cũng là rất là khó khăn. Do đặc thù công việc, mỗi nhân viên gác phải làm việc theo ban, mỗi ban làm việc kéo dài đến 12 giờ đồng hồ. Mỗi khi chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông là tất cả nhân viên phải tập trung ra trước đường tàu. Công việc cứ thế tiếp diễn từ ngày này sang ngày khác, bao gồm trực điện thoại, ghi chép lịch trình của tàu, xác định thời gian tàu chạy qua và kéo rào chắn bất kể ngày hay đêm. Đúng ra thì họ cũng cực. Họ cực là khi mà họ gác tàu là tàu tới là họ cũng đông họ ra, họ ứng chiến những kẻ đi chốt kia, người đi chốt nọ thì cũng đi tùm lum hết, chứ không có để đó. Cũng là nhiệt tình, là hưởng ứng, là rất đúng giờ chứ không có sai. Một ngày mình làm việc 12 tiếng, mình nghỉ được 24 tiếng đồng hồ. Nghĩa là ở đây là sẽ trực 24/24. Đúng. Có người trực. Đúng, 24/24. Tức là mình luôn luôn là phải trực ở đây. Không có theo rời bỏ nhiệm sở được. Có những người đã dành hàng chục năm cuộc đời để gắn bó với nghề. Có những cô gái mới chỉ 18 đôi mươi cũng đã chọn cho mình một con đường với nghề gác chắn tàu. Họ đều đang phải đối mặt với những nguy hiểm luôn rình rập. Những cơn mưa bụi sau những chuyến tàu qua, những ca trực thâu đêm suốt sáng, những lần kéo những thanh chắn đến căng cả bắp tay. Nữ mà làm việc đây thì cũng hơi vất vả hơn nam. Cái cổng này cho nặng lắm đó. Mình mà đẩy cái dàn chắn ra là một người nam, mình cũng cảm thấy là nó rất nặng rồi. Người nữ ở đây nữa thì đẩy tối về không biết các cái cơ bắp ở tay có mỏi nhức mỏi không? Chắc chắn là phụ nữ làm cái này thì thiệt thòi rất là nhiều. Ví dụ như là mình đêm hôm rồi là nắng đôi đấy, như là mình làm nhiều lúc có đêm hôm ấy có những người mà họ say xỉn, nên là cái đó bất tiện hơn là nam giới. Trên thực tế, các nữ nhân viên gác chắn tàu đều có sự đam mê với nghề. Tuy nhiên, ở một công việc đặc thù như thế này, việc phân công một điểm gác chắn chỉ có một hoặc hai nhân viên nữ làm việc là chưa thật sự hợp lý, khi họ phải đối mặt với hàng loạt nguy cơ, nhưng khả năng xử lý lại hạn chế so với nam giới. Ngọc sao Thảo thấy phụ nữ mà làm những cái công việc này á, có vẻ thấy thương họ quá, rất là tội nghiệp, tại cái việc mà đẩy cả một cái lô thanh chắn đi vào cũng không phải là nhẹ. Rồi nếu mà cái công việc đó thì đương nhiên là cái tính chất an toàn, cái tính chất nguy hiểm thì chúng ta cũng đã nhìn thấy một cách rất là rõ ràng. Rồi lỡ mà lúc mà họ hạ cái thanh chắn xuống mà gặp những người nào đó ngang ngược không chịu, đòi dỡ thanh chắn lên, chẳng hạn như là những người đang đi đường mà say xỉn hay là đang hung hăng, thì phụ nữ phải sao? Bây giờ mình sẽ trả lời ngược tất cả những câu hỏi của Thảo nói, đó là Trong trường hợp gặp những người không tuân theo mệnh lệnh, không tuân theo biển báo, thì những người phụ nữ đó cũng không biết giải quyết như thế nào, là chương trình đã có nói chuyện trực tiếp với những người phụ nữ đó. Vấn đề thứ hai là Thảo nói là đây là một công việc đòi hỏi sức khỏe, đòi hỏi đặc biệt bây giờ nói là đây là công việc dành cho nam giới đi, thì đó cũng là một câu hỏi rất là khó, bởi vì sự phân công lao động là nói về lý á, là cho tất cả mọi người và tất cả bây giờ là nam nữ bình đẳng, và có nghĩa là ai có khả năng thì làm được, đúng không? Đúng rồi, mình không thể nói là cái chuyện này không dành cho phụ nữ, tại vì có những việc còn khó khăn và nặng nhọc hơn nữa, hơn công việc này nữa mà vẫn có phụ nữ làm. Cho nên chúng ta chỉ nói về vấn đề là đây liệu chăng cái công việc này có thích hợp với các chị hay không, và chính bản thân các chị lại là người cảm nhận, cho nên nếu mà cảm thấy nó quá nặng nhọc, quá vất vả, quá sức so với mình, hoặc là cảm thấy là sự nguy hiểm về sự đe dọa giữa đường, thì các chị có thể là tìm cho mình một cái công việc khác. Và câu hỏi đặt ra cho câu nói của Thảo đó là nếu như họ không thể làm việc khác ngoài công việc này thì sao? Đó là một vấn đề mà tất cả chúng ta cùng suy nghĩ, và Ngọc tin chắc rằng đang ngồi ở trước màn hình camera cận cảnh thì cũng có những người đang làm công việc đó, và các chị sẽ là những cái người đưa ra ý kiến, sẽ là những người đóng góp ý kiến và đưa ra những đoạn video mà có thể là những đoạn tâm sự, có thể là những cảm nhận mà chúng tôi có thể cập nhật trong những số camera cận cảnh tiếp theo.